Huy xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam. Và ngày hôm nay Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem qua đây là chìa khóa của chiếc xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sản xuất vào năm 2019 quý anh chị. 2019 xe màu bạc đang đậu góc này, đang ở khu vực trưng bày những sản phẩm xe qua sử dụng tại Toyota Tân Cảng Minh Huy. Thì đây là những cái sản phẩm mà Minh Huy đã hoàn thiện khâu làm đẹp Maruguri. Maruguri rồi quý anh chị. Đây Fortuner 2019 thì như anh chị biết là 2019 thì Fortuner rất là hoàn thiện về tất cả những tính năng như là tay nắm cửa mặt rơm, có công tắc rau và cửa thông minh, rồi có công tắc cruise control đấy, cruise control ga tự động quý anh chị, cùng với lại chỉ số trên vô lăng. Rồi hộp số thì được trang bị hộp số tự động 6 cấp, có chế độ Eco, Power và những tính năng cân bằng điện tử. Hệ thống điều hòa thì được trang bị hệ thống điều hòa tự động, tự động luôn quý chị nha. Ghế thì ghế chỉnh điện 8 hướng, 7 tu khí, ghế da zin theo xe quý chị, màu nâu rất là đẹp luôn. Thì đây là một chiếc xe của công ty Minh Huy. Và anh chị mua mà cần xuất hóa đơn thì Minh Huy vẫn hỗ trợ xuất hóa đơn cho quý anh chị, đầy đủ hết quý anh chị nha. 2019 một mức giá cực kỳ tốt, một chiếc xe với một mức giá chỉ có 770 triệu, 770 triệu, Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo, số tự động, máy xăng một cầu 2019 như quý anh chị. Giá hiện tại Toyota Tân Cảng Minh Huy đưa ra rất là tuyệt vời. Có trang bị camera hành trình ghi hình đó, như anh chị thấy ha, dán phim hết rồi quý anh chị, che mưa, dán phim cao cấp, che mưa cao cấp luôn quý anh chị. Đấy, xe này bên Huy đã hoàn thiện khâu làm đẹp và những chi tiết như là nẹp chân kính, che mưa này, nẹp chân kính này, anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Đấy, những cái đề can dán thì những chiếc xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng bên Huy thì cam kết xe đúng chuẩn cho quý anh chị, không bị đâm đụng, không bị ngập nước, và có chính sách bảo hành về động cơ và hộp số 1 năm hoặc là 20.000 cây. Cho nên là quý chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Sản phẩm đang được Toyota Tân Cảng Minh Huy niêm yết với giá chỉ có 770 triệu thôi. Thì anh chị nào quan tâm thì liên hệ sớm để Huy hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị. Và tiếp theo thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem chi tiết về sản phẩm, chi tiết về chiếc xe Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia 2019 này. Đầu tiên là cụm đèn quý anh chị, rất là sáng, và đèn thì được trang bị bóng chiếu như quý anh chị. Nó hội tụ ánh sáng. Rồi những cái viền mạc chrome rất là đẹp, đèn cản như anh chị thấy rất là đẹp luôn. Rồi gầm bệ đây anh chị, mới tinh nha, vỏ còn rất là dài luôn, thì anh chị mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng thì anh chị về chỉ việc lái xe về và sử dụng thôi. Fortuner là một trong những chiếc xe gầm cao 7 chỗ, một chiếc xe SUV, một trong những cái mẫu xe được khách hàng rất là chuộng, độ bền bỉ ha, chi phí bảo trì bảo dưỡng cũng khá rẻ, và đặc biệt là giữ giá rất là tốt quý chị. Những chiếc xe nhập như thế này thì anh chị chạy cực kỳ tuyệt vời luôn, rất là đầm và cái độ cách âm khá là tốt. Đây ga lăng, mặt rơm như quý anh chị, sáng bóng luôn, rất là sang trọng. Máy phiên bản máy dầu số sàn thì không có, chỉ ở trên cái phiên bản máy xăng số tự động này. Trang bị rất là đẹp. Đấy, lưới cản này quý anh chị thấy không? Đó. Rồi, mình sẽ đi một vòng cho quý anh chị mình xem nha, những cái đường găng. Đấy, khe hở giữa các chi tiết này, vỏ này ha anh chị. Đấy, vỏ này. Vỏ là còn nguyên bản theo xe hết nha quý anh chị. Đấy, mâm dạng phai rất là đẹp luôn. Đấy, khe hở giữa các chi tiết. Đấy thì xe này xuất hóa đơn đầy đủ cho quý anh chị, cho nên là đặc biệt là quý cô chú anh chị nào mà có công ty á, cần hỗ trợ xuất hóa đơn thì vẫn xuất hóa đơn được cho quý anh chị. Đầy đủ. Và với chiếc xe này thì phía tài chính Toyota cũng sẽ hỗ trợ được cho quý anh chị mình vay, hỗ trợ cho quý anh chị mình vay được nha. Rồi mình sẽ xem nội thất, thì là phần thắp bi cửa. Đấy, rồi những phần tựa tay quý chị thì được may, những đường chỉ may rất là đẹp, và phần này là phần da nha quý chị, phần da. Rồi công tắc lên xuống kính, đây là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa nha. Đấy, lock and lock này. Rồi gặp gương bằng điện nha quý vị, gặp gương bằng điện. Rồi ok. Đấy, đây những cái thanh ray chạy anh chị thấy không? Rất là đẹp.
Và bên Huy thì như Huy chia sẻ là cam kết xe chuẩn cho quý anh chị, không đâm đụng, không ngập nước. Rồi anh chị nhìn những vị trí bên trong này. Đó, anh chị thấy không? Là mới tinh, không có rỉ sét hay là có bất kỳ vấn đề gì bất thường như quý anh chị. Một tí Huy sẽ cho quý anh chị mình xem phần động cơ. Rồi, vào bên trong. Ok. Đây là phần tắp lô. Đấy, tắp lô. Ok. Với cái chìa khóa spark key này quý anh chị chỉ cần đập thắng và nhấn nút thôi quý anh chị nha. Đập thắng và nhấn nút. Đấy, nó sẽ tự động nó nổ. Và hệ thống điều hòa thì hệ thống điều hòa tự động này, làm lạnh rất là tuyệt vời. Rất là mát quý anh chị. Wow, mát rồi. Ở trên những cái phần tắp lô á, có những cửa gió điều hòa như thế này, rất là mát quý anh chị. Đó, nó thổi ha, nó thổi vào. Mình có thể điều chỉnh được cái hướng gió ha và khe hở với các chi tiết. Hướng gió và cái độ mở ha của gió quý chị. Ok rồi, camera gear đây có đầy đủ hết nha anh chị. DVD và camera gear là nguyên bản theo xe luôn. Đó, công tắc cruise control này, cái công tắc này thì quý anh chị mà chạy đường trường á, kích hoạt chế độ cruise control này chạy cực kỳ sướng nha, cực kỳ sướng. Đó, lại chiến số ru vô lăng, anh chị lên dốc xuống dốc thì chạy cũng rất là tuyệt vời luôn. Đèn thì có tính năng auto tự động bật tắt quý anh chị. Anh chị để chế độ auto á, nó sẽ tự động, tự động nó bật sáng khi mà trời tối. Đấy, vị trí này anh chị có thể để những cái chai nước, nó sẽ làm mát cho quý anh chị ha, mình sử dụng. Đó, cuốn sách hướng dẫn sử dụng to đùng rồi anh chị. Ok rồi, những cái ốp gỗ như thế này khá là đẹp. Đấy, hộp số thì có chế độ tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ power khi anh chị mà muốn vượt xe khác nha quý chị nha. Rồi, những tính năng cân bằng điện tử của xe này ha, có hết. Ok rồi, mình sẽ đi một vòng để quý anh chị mình xem qua nha. Đấy, những cái tấm lót chân này quý chị còn nguyên bản zin theo xe này, còn rất là mới luôn. Đấy, phía sau tapi cửa này anh chị thấy không, rất là đẹp luôn. Xe 2019 quý chị, keo sùng còn nguyên hết, 770 triệu. Thực sự là thời điểm này bên Huy bán xe này với một mức giá rất là tuyệt vời quý anh chị. Anh chị kiếm ở ngoài thị trường 2019 770 triệu thực sự cũng rất là khó nha quý anh chị. Đấy, nhưng mà xe này hiện tại bên Huy đưa ra một mức giá rất là tuyệt vời. Hiện tại xe đi được khoảng 7 vạn quý anh chị, Euro chuẩn nha. Vỏ còn thay xe hết á, anh chị thấy vỏ còn rất là dài thì anh chị biết rồi. Đó, đèn trên trần này. Hệ thống điều hòa thì xe này có hai dàn lạnh, trước sau đều là hệ thống điều hòa tự động hết quý anh chị. Đây, công tắc tự động này quý anh chị. Ok, rộng rãi. Thực sự là đối với chiếc xe gầm cao 7 chỗ này á, thì anh chị mà ngồi phía sau á, cũng như là anh chị ngồi phía trước á, đi sẽ rất là khỏe. Có những cái tính năng cân bằng điện tử hết rồi, cho nên là người ngồi sau sẽ không có cảm nhận nó bị rung, nó bị lắc á quý anh chị. Đó, nó sai xe. Thì thường thường là những cái xe mà nó không có những cái tính năng cân bằng điện tử á, thì thực sự là với những cái khách hàng mà hay xe quý anh chị rất dễ bị sai. Đây, gầm bệ đây. Đó, anh chị thấy không? Mới tinh, những cái tem ở trên cầu còn nguyên luôn quý chị. Đó, vỏ đây nè ha, vỏ xe cua này còn rất là dài. Còn anh chị nhìn nè, nhớ những cái bô này ha. Đó, những bù lon còn tán nè, anh chị thấy không? Cảm biến khoảng cách từ phía sau có hai cảm biến ha, cho nên là khi mà dè đó anh chị gặp chướng ngại vật là sẽ báo tít 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 cho quý anh chị mình biết. Đây, camera dè đây, vị trí này nha quý chị. Ok, đây là phần mặt chrome nguyên bản của xe. Còn đèn sau, đèn sau thì là có tính năng là báo phanh khẩn cấp của chị. Khi mà anh chị đập phanh khẩn cấp á, thì nó sẽ chớp nó báo cho quý anh chị để mình biết, là những cái phương tiện phía sau biết là mình đang cần thắng khẩn cấp cho nó an toàn. Đèn là đèn led của anh chị nha. Đấy, vị trí này ha. Đó, cũng còn khá là đẹp của anh chị. Thực sự là wow, đồ nghề. Đồ nghề cũng mới tinh của anh chị. Thực sự là với những chiếc xe Fortuner này thì rất là bền. Quý anh chị nào mà mua về mà chạy gia đình á, thực sự anh chị mua những chiếc xe như thế này chạy rất là sướng. Rất là đầm và chạy rất là ngọt luôn quý anh chị. Bên Huy thì đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, cho nên anh chị mà mua về anh chị sử dụng thì anh chị không phải lăn tăn lo lắng gì hết nha quý chị. Đấy, hai dãy ghế phía sau thì anh chị mà sử dụng thì anh chị bật lên này, còn không thì anh chị có thể là gập xuống, rồi anh chị có thể là treo lên quý chị. Chỉ cần một chạm là Huy một tay này ha anh chị, một tay thôi, một tay đang cầm tay quay, còn một tay thì có thể là
đưa lên, treo lên, đó rất là tiện. Anh chị có thể để một cái một cái thùng đồ ở đây đó. Rồi băng sau quý chị, băng sau anh chị nhìn này là anh chị biết rồi đúng không, băng sau rất là ít khi có người ngồi đó anh chị nha. Những cái chỗ này mới tinh như thế này là anh chị biết rồi, còn những cái vị trí này nữa anh chị ngồi nhiều, đóng lên xuống nhiều là nó sẽ tróc, nhưng mà anh chị thấy không, rất là đẹp. Đấy, mình có thể là một chỗ treo lên để đồ, còn một chỗ ngồi rất là ok. Ok rồi, mình sẽ tiếp tục ha, quay sơ để quý anh chị mình nắm. Còn những cái vị trí như khe hở, những cái đường găng này, hay là tình trạng vỏ này, rồi động cơ, hộp số, gầm bệ, hệ thống điều hòa, hệ thống điện, mọi thứ thì anh chị yên tâm, bên Huy mua về á, bên Huy trước khi mà bán cho quý anh chị á, là bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng 176 hạng mục quý anh chị. Thì hầu như anh chị biết rồi, hầu như tất cả những chi tiết trên xe thì bên Huy sẽ kiểm tra rất là kỹ lưỡng. Đó, những vị trí này là để những cái chai nước nha quý anh chị nha, đừng để ly nước nha quý anh chị, nó đổ ra ngoài khi mà chạy nó lắc cái quý anh chị. Đó, anh chị thấy không, đẹp. Thì Huy cũng thông tin gửi đến cho quý anh chị, quý cô chú đang có nhu cầu mua về cho gia đình mình một chiếc xe Fortuner để sử dụng, thì đây là một trong những lựa chọn Huy thấy giá cả rất là hợp lý. 2019 tính năng an toàn có đầy đủ, 7 thu khí cân bằng điện tử có đầy đủ hết này, đèn thì có tính năng tự động bật tắt này, hệ thống điều hòa tự động này, rồi có công tắc cruise control này, khởi động bấm start up này, công tắc rau vào cửa thông minh này, đấy vân vân, rất là nhiều. Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc nè, rồi phân bổ lực phanh điện tử nè, chống bó cứng phanh nè, đó, ổn định điện thân xe đều có hết ở trên cái mẫu xe này rồi. Còn động cơ thì anh chị xem qua nha. Wow, cabo khá là nặng. Ok rồi, đây quý anh chị, đấy, từng bộ lon con tán, từng giắc điện, từng ống cao su, mọi thứ còn rất là đẹp. Thì những chiếc xe mà khi anh chị mua tại hãng đó, thì anh chị yên tâm, đó, bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng ha, kỹ lưỡng 2019 quý anh chị, với một mức giá là 770 triệu, thì thực sự đây là một trong những cái sản phẩm rất là tuyệt vời để quý chị mua về sử dụng cho gia đình. Cam kết bằng văn bản cho quý anh chị và có sổ bảo hành đầy đủ hết nha, cho nên là quý chị hoàn toàn yên tâm. Thì đó là một số những cái chia sẻ, một số những thông tin về chiếc xe Fortuner máy xăng một cầu màu bạc biển thành phố đang có mặt tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. Quý anh chị cần sự hỗ trợ từ phía tài chính Toyota thì anh chị cứ liên hệ, Huy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị ạ. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin kính chào và hẹn gặp lại quý chị ở những video tiếp theo. Anh chị nào mà quan tâm về sản phẩm thì anh chị liên hệ. Và quý anh chị nào mà có nhu cầu mà trao đổi xe thì anh chị cũng liên hệ với Huy để Huy sẽ hỗ trợ cho quý chị có thể đổi được xe cũ giá cao, cũng như là mua xe mới, cũng như là xe cũ bên Huy được cái giá tốt nhất ạ. Ok rồi, Huy xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.